lính đánh thuê Wagner xuất hiện ở mặt trận Kursk, bắt sống lính Georgia. Nga tiến hành cuộc sơ tán dân kỷ lục kể từ chiến tranh Chechnya lần 2. Chiến sự Nga-Ukraine mới nhất, Nga nghi Kiev muốn chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk. Nga nói Ukraine sẽ hối hận vì tấn công tỉnh Kursk. Ukraine tiến sâu vào Kursk và tấn công các sân bay, Nga khẩn cấp điều quân tiếp viện. Theo hãng tin Topwar, lính đánh thuê Wagner từ Belarus đã tràn vào Kursk Oblast. Trong trận chiến, quân Wagner gặp lực lượng biệt kích tiền phương Ukraine, bắt sống nhiều lính đánh thuê người Georgia. Sau khi có mặt tại khu vực Kursk, lực lượng lính đánh thuê Wagner bước ngay vào chiến đấu, vượt qua sự ngăn chặn hỏa lực của quân Ukraine. Quân Wagner tiêu diệt hàng trăm lính và phát hiện một nhóm binh sĩ Ukraine chạy trốn vào khu rừng xung quanh. Lính Wagner truy đuổi và đã bắt được 12 lính đánh thuê người Georgia. Lính đánh thuê Georgia đều là quân tình nguyện quốc tế và đã tham gia cuộc chiến bên phía Ukraine kể từ chiến dịch bảo vệ Kiev. Những người này đều là những người theo đường lối chống Nga cực đoan và họ xác định nếu rơi vào tay lính đánh thuê Wagner thì khó có cơ hội sống sót. Đánh giá toàn bộ chiến dịch tấn công vào Kursk, Ukraine tính toán mở đợt phản công lớn trước bầu cử Mỹ để tạo đà cho Đảng Dân Chủ Mỹ. Trên thực tế, chính quyền Biden đã tăng cường đặt cược vào Ukraine trong những tháng gần đây, trong đó có việc đồng ý cho Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công vùng lãnh thổ Nga. Việc Mỹ cung cấp vũ khí cho máy bay chiến đấu F-16 và nhiều loại vũ khí dẫn đường khác sẽ cho phép Ukraine tiến hành phản công, nghĩa là Ukraine chỉ có thể thắng chứ không thể thua. Một khi giành chiến thắng, nó sẽ mang lại cho Đảng Dân Chủ Mỹ một lợi thế rất lớn trong cuộc tổng tuyển cử. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong chiến dịch tấn công Kursk, trụ sở NATO và các cố vấn quân sự cấp cao của Mỹ đã trực tiếp tham gia hỗ trợ tình báo, lập kế hoạch tác chiến, hỗ trợ hậu cần và các hoạt động chiến đấu quan trọng, nhằm giúp Ukraine nhanh chóng giành chiến thắng để giành thêm sự ủng hộ cho Đảng Dân Chủ trong cuộc tổng tuyển cử. Với sự hỗ trợ của nhiều loại vũ khí, trang bị và đạn dược của Mỹ và NATO, Ukraine sẽ tạo được chỗ đứng vững chắc ở mấu lồi Kursk. Khi đó, Moscow phải đối mặt với hai vấn đề, hoặc là điều động lực lượng tiền tuyến ở miền đông Ukraine về, hoặc điều động lực lượng đồn trú bảo vệ Moscow tới. Một khi Nga quyết định chia lực lượng trên quy mô lớn, điều đó sẽ trở nên dễ thở đối với Ukraine. Do vậy, Ukraine sẽ xây dựng công sự quy mô lớn ở Kursk và chờ đối mặt với quân tiếp viện của Nga. Đồng thời, quân đội Ukraine cũng có thể tiến hành các cuộc tấn công vào Belarus, Bryansk để quấy rối thêm Nga. Bây giờ, điều quan trọng nhất đối với Nga là bảo vệ các thị trấn Lygov, Krenevka, Marinovka, Plehovo và Rozporinye trên mặt trận Kursk. Nếu quân đội Ukraine không chiếm được thị trấn nhỏ này thì sẽ không thể thiết lập được một tuyến phòng thủ hoàn chỉnh. Họ chỉ có thể kiểm soát một số điểm cao nhỏ và một số vùng đất hoang cũng như vùng trũng, đồng thời bị quân đội Nga liên tục tấn công. Giờ đây, các binh sĩ thuộc sư đoàn xe tăng số 47 của tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 của Nga đã bắt đầu xuất hiện ở Martinovka. Khoảng thời gian quý báu còn lại dành cho tướng Sisky sắp hết. Do vậy, quân đội Ukraine dự kiến sẽ có nhiều đợt tấn công mạnh mẽ để đánh chiếm hoàn toàn Lygov, Kornevo, Martinovka, Plehovo và Rospo, bất kể tổn thất là gì. Vấn đề khó khăn đối với Ukraine hiện nay chính là nhóm quân chủ lực tinh nhuệ bao gồm 600.000 quân Nga đang tiếp tục tấn công các vị trí của quân đội Ukraine ở Donbass như Chasovya, Turet, Podrok, Uleda và các khu vực pháo đài trọng điểm khác. Cho dù lực lượng cơ động còn lại của quân đội Ukraine được tập trung theo hướng nào, họ gần như sẽ không thể phá vỡ vòng vây của nhóm dã chiến 600.000 quân Nga ở Donbass. Do quân đội Ukraine không thể chiến đấu hiệu quả để giải vây cho Donbass, nên chỉ có cách duy nhất là mở chiến trường thứ hai vào chính lãnh thổ Nga nhằm kéo giãn quân đội Nga theo cách vây ngụy cứu triệu. Vì vậy, ở Kursk, quân Ukraine đã phát động tấn công theo ba hướng, nhưng thực sự chỉ có một hướng tấn công chính duy nhất. Cho đến bây giờ, bên ngoài không ai biết hướng tấn công chủ yếu và mục tiêu tấn công chủ yếu của quân đội Ukraine ở đâu. Dự kiến đến ngày 20 tháng 8, quân đội Nga sẽ tập hợp lực lượng chính quy đầy đủ ở Kursk. Khi đó, các trận đánh lớn đầu tiên giữa Nga và Ukraine sẽ xảy ra. Trên thực tế, Nga không quan tâm quân Ukraine đã chiếm được bao nhiêu vùng đất hoang mà họ đang tìm ra lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine, từ đó đánh thiệt hại nặng nề cho lực lượng cơ động của quân đội Ukraine. Hiện tại,
quân đội Nga chỉ dựa vào một số tên lửa đạn đạo Iskander và bom lượn dẫn đường của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, nên không thể ngăn chặn các cuộc tấn công đa kênh quy mô lớn của nhiều lữ đoàn bộ binh cơ giới của quân đội Ukraine. Muốn đánh bại quân Ukraine, quân đội Nga phải đầu tư lực lượng bộ binh tinh nhuệ để gây thiệt hại nặng nề cho địch. Do vậy, chiến dịch Kursk của tướng Zelensky rất quan trọng. Chỉ cần quân Ukraine có thể đánh thiệt hại nặng đợt tiếp viện đầu tiên của Nga, thì quân đội Nga sẽ không có đợt tiếp viện thứ hai trong thời gian ngắn. Khi đó, quân Ukraine sẽ có cơ hội tiến về thủ phủ Kursk, trừ khi Tổng thống Putin hoàn toàn từ bỏ việc tấn công Donbass và điều lực lượng chủ lực về tiếp viện. Chiến thuật của tướng Zelensky có thể hiểu rất đơn giản, đó là chiếm thế thượng phong bằng một cuộc tấn công bất ngờ, thiết lập khu vực phục kích hỏa lực quy mô lớn, đồng thời tiến hành chiến dịch bao vây và tăng viện để thực hiện kế phây ngụy cứu triệu. Tuy nhiên, Moscow chỉ mới huy động một số đơn vị chủ lực hạng 2, lính nghĩa vụ và lực lượng dự bị, chưa huy động quân tinh nhuệ từ mặt trận Donbass. Nếu quân Ukraine đánh bại đợt viện binh đầu tiên, gây thiệt hại nặng nề cho quân Nga, thì lực lượng chủ lực của quân Nga nhất định sẽ phải rút khỏi Donbass để tiếp viện cho Kursk. Khi đó, kế phây ngụy cứu triệu sẽ thành công. Tình hình hiện tại trên mặt trận Kursk, đó là hai đơn vị chủ lực của quân đội Ukraine là lữ đoàn xung kích đường không số 82 và lữ đoàn xung kích đường không số 80 đang tấn công Kolenevo và Ligov, nhưng diễn biến không được suôn sẻ. Hiện lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22 của quân đội Ukraine đang tấn công Veliko Sodaskoy, trong khi lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa số 88 và lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa số 61 của quân đội Ukraine vẫn đang truy quét số quân Nga còn lại ở thị trấn Suja và chặn quân tiếp viện của Nga ở Martinovka. Đánh giá từ đội hình này, hướng tấn công chính thực sự của quân đội Ukraine có thể là Kolenevo và Ligov, đặc biệt là Ligov, trung tâm đường sắt trọng điểm của tỉnh Kursk và cũng là trung tâm đường sắt của tỉnh Kursk. Việc chiếm được Ligov hoặc quân đội Ukraine phá hủy trung tâm đường sắt này sẽ gây ra sự hỗn loạn trong hệ thống hậu cần của quân đội Nga. Trang Kyiv Post đưa tin, giao tranh dữ dội tại biên giới Nga-Ukraine buộc gần 194.000 cư dân hai vùng Kursk và Belgorod phải sơ tán. Quyền thống đốc Kursk Alexei Simonov cho biết 180.000 cư dân thuộc 8 quận phải sơ tán. Thống đốc Belgorod Vyacheslav Glazkov cũng thông báo cư dân quận Krasnoyarsk cần tạm rời vì hoạt động của kẻ thù gần biên giới. Quận này nằm cạnh quận Belovsky ở vùng Kursk có 13.800 dân. Theo trang Agentstvo, cuộc sơ tán dân lớn như vậy gần nhất của Nga là trong chiến tranh Chechnya lần thứ hai. Mùa thu năm 1999 chứng kiến khoảng 300.000 người rời khỏi Chechnya đến Augustenia. Vào năm 1941, họ cũng từng sơ tán 488.700 người khỏi Leningrad. Một tuần trước, Ukraine phát động chiến dịch tấn công biên giới miền nam nước Nga, giao tranh tập trung ở vùng Kursk. Đầu tuần qua, Nga sử dụng tên lửa, chiến đấu cơ cùng máy bay không người lái UAV tiến hành phản kích, đồng thời điều quân từ hai vùng Zaporizhia và Kherson miền nam Ukraine, vùng Kaliningrad trở về tham gia cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ. Chỉ huy lực lượng đặc biệt Ahmad của Nga, Thiếu tướng Abti Alaudinov đã chỉ ra toàn bộ tình hình cho cuộc tấn công xuyên biên giới của lực lượng vũ trang Ukraine AFU ở khu vực Kursk. Theo đó, quân đội Ukraine đã huy động hơn 11.000 quân nhân tham gia các trận chiến ở khu vực Kursk, với dự kiến sẽ chiếm được nhà máy điện hạt nhân Kursk trong vòng chưa đầy một tuần. Thiếu tướng Abti Alaudinov cho biết thêm rằng quân đội Nga đã nhận được những tài liệu đáng chú ý, bao gồm các chi tiết về hoạt động đang được phía Ukraine chuẩn bị ở khu vực biên giới, cũng như thông tin về những gì đã được lên kế hoạch và bởi lực lượng nào. Như vậy, AFU dự định sẽ chiếm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân của Nga đặt tại thành phố Kucharov vào ngày 11 tháng 8. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh kế hoạch này đã không thành. Mặc dù huy động tới 11.000 binh sĩ, nhưng các mục tiêu đề ra của AFU không đạt được. Hầu hết trang thiết bị phía Ukraine đưa vào mặt trận Kursk đều bị phá hủy. Trong khi đó, vệ binh quốc gia Nga đã đưa ra các biện pháp bổ sung để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Kursk. Chỉ huy đặc nhiệm Ahmad nói thêm rằng cuộc tấn công chớp nhoáng của Tổng thống Zelensky với việc chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân đã được lên kế hoạch để Ukraine ra tối hậu thư đàm phán với Nga. Thông tin này trước đó đã được các tù nhân chiến tranh Ukraine xác nhận. Hầu hết tù binh Ukraine khai nhận nhiệm vụ chính là chiếm giữ khu vực lãnh thổ lớn nhất có thể để Kiev sử dụng đàm phán hòa bình với Nga trong tương lai. Thiếu tướng Abti Alaudinov nhấn mạnh, về vấn đề này, người Mỹ và toàn bộ khối NATO đã tính toán sai lầm.
AFU không có đủ nguồn lực để chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Kuchatov. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 8, các đơn vị AFU đã không còn khả năng tấn công thọc sâu và dần dần sụp đổ dọc theo toàn bộ phòng tuyến. Tình huống này được hiểu rõ ở Kiev, vì vậy binh lính AFU được lệnh cố gắng lấy ít nhất một thứ gì đó để chứng minh chiến dịch vẫn đang diễn ra thành công. Phương Tây cho rằng nhà máy điện hạt nhân Kursk có thể là mục tiêu tấn công của Ukraine ở khu vực Kursk. Vì vậy, chuyên gia quân sự người Anh Alexander Mekoris đã chỉ ra rằng đây là mục tiêu duy nhất mà việc người Ukraine chiếm giữ sẽ giúp tạo ra những thay đổi cơ bản trên chiến trường và giúp giải thích cho hoạt động quân sự bất ngờ và nguy hiểm của Kiev. Tuy nhiên, ông Alexander Mekoris lưu ý, quyết định như vậy cho thấy sự tuyệt vọng và mất mục tiêu của AFU. Ông cũng thừa nhận ý tưởng táo bạo của Ukraine đã thất bại. Đồng thời, chuyên gia Mekoris đánh giá việc AFU tấn công vào khu vực Kursk bằng cách sử dụng thiết bị quân sự do các nước phương Tây cung cấp cho thấy sự can dự của NATO trong cuộc tấn công. Trong các bức ảnh chụp có thể nhìn thấy được xe bọc thép của Mỹ và Đức đã tham gia hoạt động. Chuyên gia quân sự Anh bày tỏ nghi ngờ việc Mỹ và phương Tây không biết kế hoạch tấn công vùng Kursk của Ukraine. Nếu mọi việc diễn ra đúng dự đoán, thì phương Tây đã cố gắng tham gia canh bạc cuối ở Kursk và đã biết về tương lai thất bại tại Ukraine. Các nhà điều tra Nga đang thu thập bằng chứng và lời khai từ người dân vùng Kursk về sự tàn ác và vô nhân đạo của lính Ukraine để gửi tới Ủy ban Điều tra Quốc gia. Nhiều người dân vùng Kursk đã kể lại việc phải nhanh chóng rời khỏi nhà cùng con cái vì lo sợ cho tính mạng của mình. Ủy ban Điều tra nói thêm rằng các quan chức của cơ quan này cũng tham gia giải quyết các vấn đề xã hội và hàng ngày cũng như các vấn đề pháp lý phát sinh trong cư dân vùng Kursk do cuộc tấn công của AFU. Tù binh Ruslan Potoraski thuộc lữ đoàn tấn công đường không số 80 của AFU bị bắt ở quận Belotsky, vùng Kursk, đã khai nhận về các vụ cướp bóc tại vùng chiếm đóng. Binh sĩ AFU cướp bóc mọi thứ có giá trị từ những ngôi nhà dân. Ngoài ra họ còn được lệnh bắn vào dân thường để đề phòng trường hợp kháng cự. Tù binh Potoraski cho biết thêm, chỉ huy đã ra lệnh bắn vào chân những người đàn ông và ném họ vào hầm hoặc tầng hầm, còn nếu họ mang theo vũ khí thì thủ tiêu. Một cư dân của vùng Kursk có tên là Yuri Makakov đã kể lại việc nhiều xe ô tô dân sự bị bỏ lại trên đường với những người dân bị bắn và những lời hăm dọa của binh sĩ AFU tại các khu định cư bị chiếm đóng. Trong cuộc họp với Tổng thống Nga Putin, quyền thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov tuyên bố chính quyền địa phương sẽ tăng cường tuần tra để ngăn chặn hành động cướp bóc của lính AFU. Chúng tôi đang theo dõi các trường hợp cướp bóc. Tất nhiên có một mối nguy hiểm là các nhóm phá hoại đang hoạt động ở đây. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang tăng cường tuần tra, ông Alexei Smirnov khẳng định. Thông tin từ Bộ Tổng tham mưu AFU đăng tải, trong ngày qua đã ghi nhận 153 cuộc giao tranh trên khắp mặt trận. Những nỗ lực chính của quân đội Nga tập trung vào hướng Porozh. Trên lãnh thổ Ukraine, phía Nga đã tiến hành 5 cuộc tấn công tên lửa, 42 cuộc không kích, thả 47 quả bom lượn KAB. Ngoài ra, Moscow đã sử dụng 565 máy bay không người lái tự sát để tấn công vào các vị trí của chúng ta, Bộ Tổng tham mưu AFU tuyên bố. Cụ thể, trên hướng Kharkov, phía Nga với sự hỗ trợ của không quân chiến thuật đã 4 lần tấn công vào các vị trí của AFU ở khu vực Vochan và Solitsky, Karachov. Trên hướng Kupian, phía Nga đã tấn công 9 lần nhằm vào các khu định cư Sinkoka, Petropavlovka và Berestovoy nhưng bất thành. Theo hướng Liman, quân Nga đã tấn công quân phòng thủ Ukraine 15 lần ở các khu vực Makajeka, Nesky và Tenop. Tình hình căng thẳng theo hướng Siversky, Moscow đã cố gắng đánh bật AFU khỏi các vị trí trong các khu vực Belogorovka, Venekamesky, Spino và Jemka. Theo hướng Karamatov, AFU đã đẩy lui 5 nỗ lực tiến quân của phía Nga gần Chasovya và Andreyka. Theo hướng Torres, với sự hỗ trợ của hàng không chiến thuật, phía Nga đã tấn công các vị trí của AFU gần New York, Torres và Siverny 21 lần, trong đó nhiều cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Tâm điểm của chiến trường vẫn nhằm vào hướng Porozhsky. Tại đây, phía Ukraine ghi nhận 55 hoạt động tấn công của phía Nga. Cùng thời điểm, theo hướng Kurakovsky, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 5 đợt tấn công của đối phương. Trên hướng Dremovsky, ít nhất 6 đợt tấn công của Nga đã được ghi nhận nhằm vào tuyến phòng thủ ở Vodianoy và Uleda. Theo hướng Orekhov, 3 cuộc tấn công bất thành của Nga đã diễn ra ở các khu vực Malaya Tomaka và Novo Danilovka. Theo hướng Dnipro, 5 cuộc tấn công của Nga được ghi nhận nhưng không có sự thay đổi về chiến tuyến. Nga đang mở rộng tấn công về hướng Odessa. Báo Kiev Independent đưa tin quân đội Nga sử dụng mũi Kinburn Speed để tấn công miền nam Ukraine và các con tàu ở thành phố Mykolaiv.
Dmytro Poletenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, cho biết mũi Kinburn Spit nằm ở cửa sông Dnieper, phía nam Kherson và là một phần của vùng Mykolaiv. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Poletenchuk cho biết, thật không may, các vị trí của AFU đang bị tấn công từ mũi Kinburn Spit. Vị trí này rất quan trọng đối với chúng tôi cũng như đối với người Nga. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine tuyên bố đặc nhiệm nước này đã đột kích và tiêu diệt khoảng 30 binh sĩ Nga cùng xe bọc thép trong một cuộc đột kích nhằm vào Kinburn Spit. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine tuyên bố đặc nhiệm nước này đã đột kích và tiêu diệt khoảng 30 binh sĩ Nga cùng xe bọc thép trong một vụ đột kích nhằm vào Kinburn Spit. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cũng đã kéo cờ Ukraine tại khu vực này và ghi hình lại. Đây là cuộc đột kích thứ hai của đặc nhiệm Ukraine được báo cáo vào tuần trước. Những binh sĩ Ukraine đã phá hủy thiết bị, nhân sự và công sự của Nga trong cuộc đột kích vào Tendera Spit ngoài khơi bờ biển của khu vực Kherson. Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polesky cho biết cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga là một sai lầm chết người mà Kiev sẽ phải hối hận. Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào tỉnh Kursk của Nga vào hôm 6 tháng 8. Đến thời điểm hiện tại, đợt tấn công đã khiến 12 người thiệt mạng, 121 người bị thương, trong đó có 10 trẻ em. Hơn 120.000 cư dân đã rời khỏi tỉnh Kursk hoặc được sơ tán. Bình luận về chiến dịch của Kiev trong cuộc họp tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ, ông Polesky cho biết đây chắc chắn là động thái mà Ukraine sẽ vô cùng hối tiếc vì lực lượng dự bị mới được huấn luyện của nước này đang bị loại bỏ ở Kursk. Ông Polesky lưu ý rằng, vào tháng 6, Nga đã đưa ra một đề xuất đàm phán rất hào phóng cho Ukraine, xét đến tình hình khó khăn của họ ở tiền tuyến. Nhưng cuộc tấn công vào tỉnh Kursk đã cho thấy rằng chính quyền Ukraine chọn leo thang và chiến tranh thay vì đối thoại. Vào điểm đó, Tổng thống Nga Putin cho biết Moscow sẵn sàng mở các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev nếu họ rút quân khỏi những khu vực đã sáp nhập vào Nga năm 2022. Theo ông Putin, Ukraine cũng cần cam kết duy trì tình trạng trung lập, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa như một phần của thỏa thuận. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã từ chối đề nghị này, gọi đây là một tối hậu thư không thể chấp nhận được. Quân đội Ukraine cho biết đã tiến sâu thêm 2 km ở khu vực Kursk vào thứ Tư và mở rộng kiểm soát khoảng 1.000 km2 kể từ khi bất ngờ tiến hành chiến dịch tấn công vùng biên giới này của Nga vào ngày 6 tháng 8. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết hôm thứ Ba rằng Kiev không có ý định chiếm giữ lãnh thổ này mà muốn ngăn chặn Nga sử dụng Kursk để bắn tên lửa vào tỉnh Sumy của Ukraine. Đây là cuộc xâm nhập nước ngoài lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Chiến sự ác liệt, hai bên chịu nhiều tổn thất. Ukraine cũng đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào các sân bay quân sự của Nga, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm thứ Tư. Máy bay không người lái Ukraine đã nhắm mục tiêu vào 4 sân bay của Nga qua đêm, theo một quan chức an ninh Ukraine nói với hãng tin AP. Kiev cũng cho biết họ đã phá hủy một máy bay phản lực ném bom Su-34 của Nga được sử dụng để tấn công các vị trí tiền tuyến của Ukraine. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Sisky cho biết họ đã bắt giữ hàng trăm binh lính Nga trong tuần qua, bao gồm hơn 100 người lính chỉ tính riêng hôm thứ Tư, những người mà Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông có ý định trao đổi để lấy tù binh Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Ukraine đã mất 270 quân nhân và 16 xe bọc thép, trong đó có 2 xe tăng, trong khi 18 quân nhân đã đầu hàng. Theo bộ này, Ukraine đã mất hơn 2.300 quân kể từ khi giao tranh bắt đầu ở khu vực Kursk. Nga điều quân từ các mặt trận về tiếp viện cho Kursk. Theo Thiếu tướng Abti Alodinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự và Chính trị của lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Azmat cho biết rằng Nga đã ổn định tình hình trong khu vực. Việc kiểm tỏa lực lượng Ukraine tiến vào nước này hiện đang được triển khai. Hiện Nga được cho rằng đang rút lực lượng dự bị khỏi các mặt trận ở Zaporizhia, Crimea và Kharkiv để giúp chống lại các cuộc tiến công của Ukraine ở khu vực Kursk, theo chỉ huy quân đội Ukraine Dmytro Kolot cho biết hôm thứ Tư. Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Laurinas Kasianas tuyên bố rằng Nga đã di chuyển một số quân đội khỏi vùng đất tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moscow nắm giữ lãnh thổ chiến lược trên bờ biển Baltic. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Ukraine sử dụng cuộc xâm nhập này để tăng đòn bẩy cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Tuy nhiên, vào thứ Tư, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Dion Mizusnik cho biết Moscow sẽ không tham gia các cuộc đàm phán như vậy vì cuộc tấn công vào Kursk.
Hiện vùng Belgorod lân cận của Nga cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào thứ Tư sau khi phải đối mặt với cuộc pháo kích dữ dội của Ukraine. Đây là tình hình cực kỳ khó khăn và căng thẳng, Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gavkov cho biết. Theo các quan chức Nga, hơn 100.000 người đã phải sơ tán ở các vùng biên giới Nga, trong đó có khoảng 11.000 người từ Belgorod. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!